đình Pam là tạo năm dáng chụp ảnh cool ngầu nhất. Thank you. Bây giờ Pam đang mặc váy nên là không thể thể hiện được cái sự cool ngầu quá nhiều. Rồi bây giờ mình cho cái dáng đầu tiên nha. Rồi ra chụp ảnh nào Pam ơi. Rồi dáng đầu tiên nha. Đi chân lên. Dạ. Trái tim kỳ vậy ta. Dù ai nói nhảm nói nghiêng ta một biểu cảm thôi. Quá là dễ thương. Dạ, mọi người vỗ tay cho Pam đi ạ. Mình sẽ theo quy định là mình sẽ theo dõi nhiều hơn về hành trình của Pam. Có thể là Pam ngày hôm nay tâm người quá là Pam hơi ngại một chút xíu. Dạ, có thể là những khoảnh khắc chỉ có hai bố con thì Pam sẽ tự nhiên hơn. Cảm ơn Pam nha. Rồi, bây giờ xin mời Nam Ư.